Thưa sư phụ. Thưa sư phụ, chúng con gặp sự cố rồi. Sự cố gì? Chúng con đắc tội với Dương Viên Ngoại. Lát nữa đây, ông ấy sẽ tìm chúng con tính sổ đó. Sự việc là như vậy nè. Hôm nay con và Quan Hỷ ra chợ. Lúc đi ngang nhà Dương Viên Ngoại, chúng con nghe tiếng chim kêu rất là khẩn thiết, nên liền nhìn vào nhà của Dương Viên Ngoại xem thử. Thì bỗng thấy dưới gốc cây có một chú chim con rơi từ trên cổ xuống, kêu cứu rất thảm thiết. Chim mẹ ở trên cây cũng luống cuống kêu. Con và Quan Hỷ thấy vậy rất là sốt ruột, tình thế nguy cấp. Con không có hỏi qua mà chạy thẳng vào nhà Dương Viên Ngoại. Và kết quả là... Được rồi, không sao, giao cho tôi là được rồi. Sư huynh à, chúng ta đặt chim con lên cây nha. Ừ. Quan Hỷ à, bây giờ để leo lên vai của huynh trước. Tại sao hai chú lại dám tùy tiện xông vào đây hả? Dạ tôi cháu. Muốn ăn quýt thì nói một tiếng, để ta sai người mang qua là được rồi. Quýt hả? Dương Viên Ngoại à, chúng cháu không có định thái quýt của ông đâu. Không có ý định thái quýt, vậy chú định làm gì hả? Là như vậy nè, chú chim nhỏ này bị rơi xuống đất, chúng cháu định đặt nó về chỗ cũ thôi. Dù sao thì ta cũng phải báo cho sư phụ về việc mấy chú tùy tiện xông vào nhà của ta. Được rồi, đem thả chim về tổ, rồi mau rời khỏi đây đi. Dạ. Các con yên tâm đi, Dương Viên Ngoại sẽ không đến tính sổ đâu. Nhưng mà Dương Viên Ngoại vừa... Ông ấy dữ lắm đó. Các con đừng thấy bình thường Dương Viên Ngoại có cái tâm tư lợi, thật ra ông ấy cũng là người có tâm vốn thiện. Ủa, tâm vốn thiện là gì vậy? Sư phụ kể cho các con nghe câu chuyện này. Dạ. Có một hôm, Dương Viên Ngoại và Dương Phu Nhân đang từ ngoài bước về nhà. Khi về đến cửa, Dương Phu Nhân nhìn thấy một chú chó con ốm yếu. Dương Viên Ngoại nhìn thấy sợ dơ nên bảo Dương Phu Nhân mau dứt đi. Dương Phu Nhân đương nhiên là không đành lòng nên liền đem nó về nhà. Ủa? Chú chó vì còn quá nhỏ, suốt ngày cứ sủa không ngớt, phải mất rất nhiều thời gian để chăm sóc. Dương Viên Ngoại thấy Dương Phu Nhân quá vất vả nên thừa dịp đêm tối định đem chú chó bỏ đi mất. Nè, mau đi đi, đừng để cho phu nhân thấy. À Phúc à, cứ để nó ở đây đi. Chú chó nhận ông ấy là mẹ. Thế là Dương Viên Ngoại lại đem chú chó nhỏ trở về. Tâm vốn thiện chính là Phật tâm, là tâm từ bi, tâm bồ đề. Vậy thì ra Dương Viên Ngoại cũng có tâm vốn thiện nữa ha. Chào sư phụ, chào hai vị tiểu sư phụ. Lão già của tôi bảo tôi đem vỏ quýt này cho hai vị tiểu sư phụ. À, nhân tiện có tờ giấy này gửi cho hai vị tiểu sư phụ luôn. Hả? Chim con rất khỏe. À, Quan Hỷ à.